Chủ quán ơi, cho một combo xin vầy. Em ngồi đi. Chủ quán, cho một combo xin vầy nhá. Em đợi một chút nhá. Đồ ăn ngon không em? Ngon lắm. Mẹ em ăn thêm đi. Nhưng mà em không ăn được đồ cay mà. Trong combo này có mì xào cay. Chủ quán ơi, cho đổi món mì xào cay thành tôm cuộn nhá. Mà anh ơi, em lại khát nước rồi. Phải bấy yêu của anh thích uống gì nữa. Anh đang tự xem. Bấy yêu của anh ăn uống lành mạnh lắm, để còn giữ dáng nữa. Vậy anh gọi món trà hoa quả thanh nhiệt cho em nhé. Chủ quán ơi, cho một trà hoa quả thanh nhiệt nhé. Quán này đổi đầu bếp rồi à? Dạ không chị, quán này 5 năm rồi vẫn là một đầu bếp. Thì ra không phải là do đồ ăn không ngon, mà là vì người năm xưa đã không còn cùng ăn bên cạnh. Để theo đuổi ước mơ của mình, anh ấy đi công tác nước ngoài tính đến Noel năm nay đã là 3 năm rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là Noel năm nay lại thiếu đi tiếng cười của anh ấy. Quán ơi, combo tôi gọi là mì xào cay, không phải là cơm cuộn đâu. Không phải em muốn đổi mì cay thành cơm cuộn à? Quan键任务都是你出现时